Ok, anh em hôm nay rảnh. Thật ra là không phải rảnh đâu, hàng chưa có về. Thì lây hết gần tháng rồi, thành ra bây giờ tự nhiên có một ít thời gian. Thì mình làm một cái clip chỉ cho anh em cách là để mà giã hàng một cách an toàn nhất. Không phải là hay nhất, cũng có thể là chưa phải là hay nhất hay là chuẩn mực nhất, nhưng mà nó sẽ tương đối an toàn. Và theo như cá nhân bản thân mình làm trong vòng mấy năm nay ấy, thì từ hồi đầu việc giã hàn là một cực hình. Mình rất sợ giã hàn, nhất là những con phím stock nào mà của tàu chẳng hạn. Cái chất lượng về cái bảng mạch cũng như là viêm mạch hay là cái thiết hàn của họ thì rất là tệ. Đi kèm với cái việc đấy là khi mà chúng ta nhận những cái dịch vụ cho khách, cho anh em hoặc là cho chính bản thân chúng ta ngồi bọc vạch, thì việc giã hàn cái switch ra khỏi cái bảng mạch của họ nó mang tính hên xui rất là cao. Thì sau một thời gian mình được nhiều anh em chỉ, những người trong nghề điện tử hoặc là những anh em mà bọc vạch sâu lâu rồi, thì họ chỉ lại cho những cái kinh nghiệm để làm sao mà giã hàn nó an toàn, nó nhàn và nó thực dụng nhất. Đấy, thì cái clip này không phải là clip dạy nghề, cũng chẳng phải là clip thể hiện trình độ gì cả. Mình chỉ chia sẻ cái cá nhân kinh nghiệm của bản thân mình cũng như là cái cách mình hiện thời đang làm cho anh em. Và mình có làm dịch vụ, cũng tính tiền dịch vụ. Và cái dịch vụ đấy tại sao nó lại từng lấy tiền thì trong clip này mình cũng sẽ giải thích cho anh em hiểu. Tại vì có rất nhiều anh em cũng PM mình bảo là anh ơi, anh có nhận dịch vụ giã hàn làm lại switch cho phím không? Thì bảo là mình có, mình nhận đấy. Nhưng anh em phải lưu ý, đấy là có thể cái công làm, chưa kể tiền switch, nó đã đắt tương đương với 1 phần 2 giá trị con phím của bạn rồi, hoặc thậm chí là bằng với những con phím mà giá rẻ. Thì cái việc giã hàng như thế nó có thật sự là cần thiết hay không thì còn phải phụ thuộc vào cái sự yêu thích cũng như là cái nhu cầu sử dụng, cảm thấy phù hợp nhất với con phím đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái dịch vụ đấy và mình sẽ tính phí cho các bạn. Đấy, thì nó câu chuyện nó là như thế. Thì đây là bàn phím Leopold 660, hàng của Leopold, Hàn Quốc sản xuất, và là một trong những dòng phím stock mà mình đánh giá chất lượng và độ ổn định của nó rất là cao. Thì còn bản thân con phím này là đã từng được mình giã hàn và làm lại rồi. Thì gần đây khách hàng của mình là họ muốn mình giã lại lần nữa và xử lý lại switch, thì mình mới quay cái clip này. Đây là một cái mạch phím stock cơ bản Leopold, IKBC, Finco, vân vân, các nhiều các loại khác như là Accord, Dugod, Edra, vân vân và vân vân, Fluence cũng thế. Thì nó đều dạng dạng như thế này. Và cái mà chúng ta thường thấy nhất ở trên một cái phím stock so với cả phím custom nó sẽ nằm ở những cái điểm sau. Thứ nhất, đấy là cái switch mà nhà sản xuất hàng loạt, đấy, cái brand của một cái dòng bàn phím nào đấy, hoặc là những cái OEM bàn phím, tức là hàng sản xuất đại trà của Trung Quốc ấy, họ sẽ dùng những cái bảng mạch mà người ngoài nghề như chúng ta nhìn và nhận biết dễ nhất, là họ sử dụng những cái switch 3 pin. 3 pin tức là sao? Tức là trên cái vị trí của một con switch tương ứng như thế này, ở đây chẳng hạn. Và chúng ta lật cái đáy mạch, khi mà chúng ta mở cái vỏ bàn phím ra, chúng ta sẽ nhìn thấy nó có 3 pin, tức là một cái trụ post giữa của cái switch. Đấy là cái trụ nhựa này và hai cái chân đồng trái phải. Thì với những cái switch khác của custom và những cái bảng mạch custom chúng ta thường dùng, thì bên cạnh cái trụ nhựa này chúng ta sẽ có hai cái lỗ nhỏ nữa cho hai cái chân pin nhựa đấy. Thì những switch chúng ta sử dụng như thế nó gọi là loại 5 pin. Thì cái ưu điểm của 5 pin so với 3 pin nó là cái hai cái chân nhựa này, nếu mà người thiết kế cái bảng mạch người ta đo chính xác về cái vấn đề kích cỡ cũng như là khoảng cách, thì chính hai cái chân nhựa phụ này nó sẽ giúp cho bạn gắn cái switch vào nó thẳng thớm nhất. Toàn bộ cái hàng switch như thế này nó sẽ đều căn tắp, và với một bộ keycap mà hoàn hảo, chân stem keycap làm tốt, thì khi chúng ta cắm lên thì nó sẽ bằng tiền tịn nhau. Đấy, nó không có hiện tượng răng khểnh, nó cứ nghiêng vẹo keycap, nó không có. Trong khi nếu mà các bạn sử dụng cái switch 3 pin này trong custom với những cái plate mà cắt rỗng khoang hoặc không dùng đến plate, thì việc bạn dùng cái switch 3 pin để mà lắp cho nó đều tăm tắp trên một cái bảng mạch như thế này, đến khi hàn và gắn keycap để nó bằng phẳng nhau rất là khó, tốn thời gian để vận chỉnh bằng tay, tức là cứ so vặn từng tí từng tí từng tí một, đến lúc lắp keycap lên lại vặn tiếp để xem cho nó thẳng, rất là khó khăn. Thì cái đặc điểm đấy mà chúng ta dễ nhận biết nhất của cái bảng mạch stock và custom đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy đó là ở hai cái vị trí pin này. Thường stock người ta sẽ dùng loại
bảng mạch mà cắm switch 3 pin. Còn custom dùng bảng mạch cắm switch 5 pin là phổ thông nhất. Đấy. Tất nhiên cái đấy nó cũng không phải kiến thức 100%, nhưng mà hiện thời 9 phần 10 mình nhận ra như thế. Ngoài ra thì bảng mạch stop cũng như những con phím stop, họ sẽ sử dụng một cái loại start gọi là blade mouse start. Tất nhiên là mình đang đề cập đến những cái bảng mạch và những con phím sử dụng switch Cherry chẳng hạn, switch chuẩn Cherry gọi là switch MX đi. Đấy. Thì họ sẽ dùng những cái step gọi là plate mount step, tức là cái step ở những vị trí như thế này, shift này, enter này, shift này, backspace này, đấy, những con step ở những vị trí như thế này, nó sẽ được gá cái chân cố định của nó ở trên cái plate này, chứ nó không phải là cắm cái chân cố định của cái step này ở trên cái PCB. Thế nên là trên PCB anh em sẽ không bao giờ thấy được cái xung quanh cái switch của enter, shift, space, anh em sẽ không bao giờ thấy cái chân gài của step như trên bảng mạch custom, tại vì nó được gài là gài trên cái plate này. Cái plate nó sẽ có một cái khoang rãnh và một cái ngoằm rỗng ở đây để chúng ta lách cái plate vào. Thì việc mà chúng ta thay step cho những con phím stop như thế này, chúng ta chỉ cần dã hàn đúng cái vị trí switch ở đấy và chúng ta lẫy được nó ta là ok. Vẫn phải bung phím, cầm bảng mạch, dã hàn một con switch ở vị trí này và bung cái step này ra, thay step mới hoặc loop hoặc làm gì cũng được. Đấy. Còn với những phím custom, khi mà cái step này nó gắn ở trên cái PCB như thế này thì cũng đồng nghĩa việc nó sẽ nằm ở giữa cái plate và cái PCB. Đấy. Thế nên là khi anh em muốn thay step cho một con phím custom theo chuẩn PCB mount step thì sẽ phải giã một số lượng switch rất là lớn. Ví dụ như chúng ta muốn thay cái ở chỗ space bar này. Đấy. Thì phải giã ít nhất là tầm khoảng 2 phần 3 bàn phím ở đây, để chúng ta có thể bẩy được cái plate có một độ cong nhất định lên như thế này và nhấc step ra, lách 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 step mới thay vào. Đấy, còn chưa kể nếu mà bạn muốn thay hoặc là đổi layout nhé, ví dụ như từ enter ANSI này mà sang enter ISO thì lại phải giã một nửa bên này để bênh lên. Còn ai cẩn thận và không dám lọc lựa các như thế thì chúng ta giã hết. Đấy. Thế nên là việc thay step cho custom cho những cái loại dùng step Cherry PCB mount rất là vất vả. Thay step đồng nghĩa với việc bạn giã hàn gần như toàn bộ con phím đó. Thế nên việc lựa chọn step ngay lúc ban đầu khi chúng ta làm custom hoặc là chúng ta nhờ thợ người ta làm thì nên bảo thợ hoặc là bản thân mình nên lựa chọn loại step tốt, cũng như là cách xử lý step làm sao để mà sau khi chúng ta hoàn thiện con phím chúng ta không phải lấn cấn về cái step nữa. Đấy, thì với cái bọn custom là như thế. Còn stop thì chúng ta với plain mouse tab chúng ta chỉ cần giã mỗi con phím ở đây chúng ta có thể nhấc ra được. Tuy nhiên là cái việc plain mouse tab này thì cá nhân quan điểm của mình cũng như là cũng đại đa số các anh em đều là không thích dùng cái plain mouse tab này nữa. Tuy nó tiện đấy, tuy nó rất là tiện trong việc thay thế cũng như là vệ sinh cũng như là sửa chữa mốt độ lại, nhưng mà không thích là không thích thôi. Đấy, chúng ta vẫn thích PCB mount hơn. Đấy, ok. Đấy, qua qua là như thế. Tiện mở phím ra thì lại làm nhà mấy cái đấy quên mất. Mục đích hôm nay cái chính ấy nó là giã hàn. Thì ok, giã hàn như thế nào? Bình thường nhé thì anh em sẽ có một cái này, nó gọi là cái pump, rồi cái hút, rồi là cái nhiều loại tên lắm, nói chung là mình thì mình chả để ý tên nào gọi chính xác đâu. Đây, desoldering pump, đại khái là hút khi giã hàn. Cái này mình dùng của Proskit. Đấy. Hàng của Proskit mình đánh giá rất cao. Đại đa số những cái đồ linh kiện về việc những cái đồ phụ kiện công cụ để hỗ trợ việc hàn giã các kiểu thì Proskit làm rất là tốt, đủ nhu cầu với những người dùng cá nhân chúng ta, không cần thiết phải quá cao tầm. Tất nhiên là với những anh em nào mà thích high-end, high-end đến cả cái bộ dụng cụ thì chúng ta có thể nghiên cứu qua các dòng brand như là Wood của Nhật, những cái chạm hàn Wood của Nhật có thậm chí lên 4-5 triệu một cái chạm hàn, một cái tay hút cầm này chắc cũng phải tiền 100.000 hoặc là hơn. Đấy, những cái đồ dụng cụ linh kiện khác liên quan đến nếu mà đúng chuẩn Nhật nó sẽ rất là đắt. Ngoài ra thì còn có một số brand khác, như mình thì mình tin dùng Proslink, Proskit đấy, như thế này, Proskit. Ở đây là mình có một cái pump hàn, pump hút như thế này. Thì pump hút nó có những loại to, ngày xưa mình cũng dùng loại to, tức là nó phải dài gấp đôi như này này, đấy, dài gấp đôi ra như này. Đấy, loại to ấy dùng rất là ok, cũng ổn. Mỗi cái là mỗi lần lên cò hay là anh em lên hơi như thế này này, đấy. Thì cái loại to đấy chúng ta sẽ phải dùng một tay ấn như này hoặc là đập xuống bàn như thế này, tại vì nó to quá, ngón tay không với được. Thì về sau mình mới tìm đến cái loại nhỏ như thế này. Cái loại màu da cam xám như thế này thì thực ra mình không thích lắm, mình thích cái màu đen xanh lá cây đen của bọn này hơn.
mình thấy cái lực hút nó vừa đủ hơn. Còn bọn này hút cái lò xo của nó hút khá là mạnh, tiếng to và có độ rung. Tức là với cái lực tay của mình cầm như này thì khi mà mình gài xuống, thứ nhất là mình mỏi, thứ hai là nó hút mạnh quá và nó khiến rung. Tức là cái lò xo nó mạnh quá, nó nảy ngược lại mạnh quá rung. Thành ra nhiều khi mà mình hàn cái à, mình giã hàn ấy, mình hút như thế này ấy, thì nó sẽ bị lệch ra khỏi cái chỗ bia và làm cho mình phải hút lại. Đấy, cái màu xanh đen thích hơn nhé. Cái này dùng thì ok, quen quen dùng thì nó cũng mạnh đấy, rất là mạnh, chắc phải mạnh gấp rưỡi cái màu xanh đen kia, nhưng mà không cần thiết. Ok, thì đây là cái hút tay. Tuy nhiên, nói nào nhỉ, việc dùng cái hút tay này lúc nào cho nó hiệu quả thì nó lại là một câu chuyện tiếp theo. Đấy, thì ok, đây là cái hút tay. Mình sẽ nói qua những cái linh kiện mình hay dùng khi mà mình giã hàn nhé. Đây là cái gắp linh kiện switch này. Đấy, gắp switch này rất là tốt, cái này bắt buộc bạn phải cần rồi. Còn nếu mà bạn không có cái này ấy, thì bạn có thể chế bằng một cái nhổ lông lách, ok, của cái chị em phụ nữ chế được. Mình dùng rồi, thậm chí dùng để giã hàn rồi, cái ngày hôm đấy là nó gãy mất, thế là mình bắt buộc phải chế mượn của vợ đấy, và mình chế nó như thế này. Thế là cơ chế là đại khái mình cần một cái gì đấy để mình gắp được cái switch của mình thôi. Đấy, cái này thì nó chuyên dụng hơn, nhưng mà gãy rồi hoặc là không có hoặc là không tiện mua thì chế vậy. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái như thế này. Ok. Và sau đó là chúng ta sẽ cần một cái chạm hàn hoặc cái mũi hàn. Tại khái là mình bắt đầu cũng ủng hộ anh em mua hẳn một cái mỏ hàn chạm. Tức là chúng ta sẽ có một cái que hàn như thế này. Nó gắn với một cái chạm, chạm bé, chạm to, chạm 400 nghìn hay chạm 1 triệu nó cũng thế cả thôi. Nó như nhau, với nhu cầu sử dụng của bàn phím cơ, anh em hàn giã không cần thiết phải mua cái loại nào vài triệu làm gì. 350, 400 cũng có, 450 cũng có, nó khác nhau ở mỗi cái vỏ hộp thôi. Còn ô mạch bên trong có thể những loại đắt thì nó tốt hơn, nó bền hơn tí, nhưng mình cũng chả phân biệt ở đâu. Cái loại 450 mình dùng đến 3 năm, 2 năm thì mình bắt đầu mình thay cái chạm mới, tại vì trông nó xịn sò hơn là chính, chứ còn nhu cầu nó cũng không cần thiết. Thì chúng ta sẽ dùng cái này. Ok, bắt buộc phải có rồi, hàn giã mà thì chúng ta phải có mỏ hàn chứ. Và sau đó nữa thì mình sẽ có một cái công cụ mà rất nhiều anh em gần đây thấy cũng mua, cũng hỏi mình mua, thì đây, nó là cái súng hút hàn. Thì có nhiều người mua cái súng hút hàn này về để giã hàn. Ok, được, hoàn toàn đúng mục đích. Nhưng dùng nó làm sao để hiệu quả cho cả quá trình cũng như là đảm bảo an toàn cũng như là xứng đáng cái giá trị nó bỏ ra, thì mình sẽ có mẹo để cho các anh em dùng, chứ không phải cứ cầm về là cắm vào mà hút giã là ra. Không phải. Cái này nó là công cụ hỗ trợ tăng năng suất, tăng tính ổn định và giảm thiểu rủi ro, chứ nó không phải là công cụ toàn năng nhé. Đấy, nó cũng hay lỗi vặt lắm đấy, phải có mẹo để sửa nó. Ok, và một cái dụng cụ mà mình nghĩ là không thể thiếu cho anh em khi giã hàn, đó là một cái kẹp mạch như thế này, mua có lần 250, 300 hay 200 nghìn đấy, mình không nhớ lắm, cũng của Broskit này, anh em thấy tên này đấy, của Broskit ở đây. Một trong những món mà gần như là hỗ trợ mình chính trong việc tất cả việc giã hàn, đó chính là cái kẹp mạch này. Nó tạo cái không gian cho hai tay mình hoạt động rất là thoải mái. Trước khi mà chưa có cái này ấy, thì mình phải tì tay lên một cái mạch lên bàn, tì tay để mình vừa làm với rất là khổ. Thì có cái này rồi nó sẽ rất là đơn giản. Đấy, mình chế thêm một ít băng dính hai mặt ở đây để tạo cái độ êm cũng như là độ bám cho cái bảng mạch. Đây, từ từ. Tiện lúc đang chỉnh cái này thì mình cũng nói qua luôn một số thứ. Đấy là anh em phải hiểu nhá. Khi mà chúng ta giã hàn, cái clip hơi dài rồi, nhưng mà cái tính mình thế, mình đã làm để làm, mình hay làm clip dài lắm nên anh em chịu khó nghe. Khi chúng ta nghĩ đến việc giã hàn, trước mắt là không phải chúng ta giã hàn mà chúng ta nghĩ đến việc giã hàn, thì giã hàn nó chỉ là cái việc anh nhổ được con switch ra khỏi bảng mạch và đảm bảo cái bảng mạch của anh nó không bị hỏng. Đơn giản đúng không? Đơn giản. Nhưng các anh có biết được là khi mà chúng ta giã hàn, cái chất lượng của cái bảng mạch ban đầu nó như thế nào, cái chất lượng của cái vía mạch nó ra làm sao, cũng như là cái thiếc ở trên bảng mạch đấy được sử dụng là loại thiếc gì. Đấy, thậm chí nếu mà cái bảng mạch đã từng qua tay thợ khác thì người thợ trước đấy họ dùng thiếc gì, họ hàn ra làm sao, ở nhiệt độ bao nhiêu, có từng gây ra bệnh ngầm nào trên cái bảng mạch đó không. Có những cái bệnh ngầm nó rất là kỳ quặc. Ví dụ như là anh hàn trước, anh ấy vẩy cái thiếc của anh ấy bắn lên một cái phần linh kiện chân chip nào đấy mà nó không rõ bệnh. Đến khi chúng ta nhận cái con phím đấy về chúng ta làm,
nó bắt đầu sinh bệnh thì chúng ta chịu, mà chúng ta không biết được là nó ở đâu. Ai có công cụ hay có kỹ thuật điện tử đo thì ok. Đấy. Ngoài ra có một số người ta hàn vào quá nhiệt, hoặc lúc người ta giã đi giã lại một chỗ nó quá nhiệt, cái via chỗ đấy nó sắp chết rồi, tức là nó sắp bong rồi, nó chỉ còn dính một tí 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 ở trên cái bảng mạch thôi, và đến tay thợ sau làm ăn đủ. Đấy. Bảng mạch rẻ tiền không sao, phím custom bình thường phổ thông không sao, nhưng nó là một con Duck hay một con TX hay một con Dollinger, một con Dolphin, một con LZ Iron hay là một con gì đấy, những cái con bảng mạch nó không hề rẻ, thậm chí là mua rất là khó và có thể là hết sản xuất rồi. Thì cái việc anh dạ bong cái mối hàn đấy không ai quan tâm rằng là do đâu, chỉ biết là anh làm bong nó thôi thì anh toi rồi. Đấy. Anh có đèn được không? Thậm chí là anh đèn được nhưng anh có mua được không? Đấy. Hay là thôi thì cứ tìm cách chữa chữa cho khách đã, khách không biết đâu, người ta không mở ra đâu, không ai biết, không ai biết, ta không nói người ta không biết, trời biết đất biết, mình biết người ta không biết, thế là được đúng không? Ừ, ok, thế cũng được, làm đi, do đó họ khác hứng chứ không phải là mình hứng, thế là tốt rồi, không vấn đề chi. Đấy. Thế nên cái việc giã hàn đó, nếu mà có thủ thuật chung anh em cùng biết cùng làm với nhau đấy, thì nó sẽ an toàn cho cả đôi bên, cho cả thợ trước, cho cả thợ sau, cho cả người sử dụng. Ừ. Thế nên là mình mới làm cái clip này. Ok. Thì thật ra mà nói ấy, là trên thị trường anh em dùng thiếc. Ngày xưa mình từng dùng thiếc, cái loại không chì, đấy, free lead, thì nó dùng cũng được cũng tốt, tùy dòng mà nó chảy thiếc nhanh hay là chậm, là nhiệt độ phù hợp bao nhiêu, ok. Nhưng sau đấy mình có đọc một số cái tài liệu về việc là thiếc không chì ấy, sau một thời gian bạn sử dụng nhé, tầm đôi ba năm, nó sẽ sinh ra một cái gọi là tơ thiếc. Các bạn có thể search thử ở trên Google về cái tơ thiếc của thiếc không chì ấy, nó sinh ra những cái tơ 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 mà nó bám từ cái phần chân linh kiện này sang chân linh kiện khác, và nó tất nhiên nó sẽ gây loạn mạch và nhiễu mạch. Đấy là nó bám và nó sinh ra ở trên cái bề mặt mà chúng ta nhìn thấy ở bảng mạch thì chúng ta còn nhận ra, nhưng mà nếu nó sinh ra ở ngầm ở giữa những cái phần lớp mạch khác nhau, không phải lớp mạch khác nhau, giữa cái plate và PCP chẳng hạn, nó sinh ra cho nó dính nhau hoặc nó làm gì đấy làm loạn cái mạch lên thì chúng ta không thể nào biết được. Thế nên sau một thời gian dùng thiếc không chì thì mình quyết định không dùng nữa, và thực tế là mình đã từng sửa một con mạch 1800 CP bản acrylic của Liku sản xuất do ông anh mình dùng. Ừ. Và ông ấy bị loạn switch, loạn phím, không hiểu loạn ở đâu. Và sau đấy thì mình hút hết sạch cái thiếc cũ ra và mình hàn lại toàn bộ là thiếc có chì. Và sau đấy ông dùng tiếp ổn áp 1 năm rưỡi không vấn đề gì cả. Đấy. Vấn đề là ở chỗ cái lỗi nó không xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, và không phải tại chip, không phải tại mạch. Đấy. Không nhìn thấy ở đâu cả mà chỉ tại vì cái thiếc thôi. Rồi hôm đấy mình dò mãi cũng ra cái bệnh của nó, cuối cùng thôi. Cứ làm theo kiểu nông dân, hút hết thiếc cũ đi, hàn thiếc mới lại nguyên chân như thế, không ai xem lại, chỉ cần hàn thử thiếc lại thôi, hoạt động ngon luôn. 1 năm rưỡi sau. Thế vấn đề là thiếc. Thế nên sau đấy mình quyết định làm thiếc không chì, thiếc có chì 6337. Trên thị trường anh em chúng ta sẽ có nào là Asahi hoặc là Lô đời Stone, hay là đấy, như mình bản thân mình thì dùng Caster, là thiếc của Mỹ. Ở đây nó đây Caster, nó có một bản của thị trường Singapore và một bản của thị trường US. Thì bản thị trường Singapore cái thông số trên này là ít hơn và nó ghi có một chữ chữ là Made in Singapore, còn bọn này thì nó sẽ ghi cái chữ là Made in US ở đâu nhỉ? Caster đây, Made in USA này, ở góc này, này anh em sẽ thấy này. Đấy, Made in USA đây. Đây là bản của thị trường Mỹ. Thật ra mình dùng hai bản rồi. Singapore hay Mỹ nó cũng như nhau cả mà thôi. Đấy. Chứ nó không có bản sản xuất của thị trường Trung Quốc hay là thị trường Việt Nam vân vân. Thậm chí là trên cái này nó cũng có ghi cả chữ Việt Nam này, tức là nó đa quốc gia. Caster này nó cũng được kiểm định, nó ngon rồi. 700.000 một cuộn đến 800.000 một cuộn nửa cân. Mình dùng đến cuộn này là cuộn thứ 6 thứ 7 rồi. Đấy. Dùng thấy rất là ngon, rất là ổn định. Thì bây giờ bắt đầu vào chính chủ việc giã hàn nhé, không nên viên thuyên man man nữa. Thế tại sao chúng ta giã hàn lại tốn một lượng công tiền nhất định mà không phải là làm dịch vụ kèm theo hay free hộ anh em? Ừ, nghe rất là free hộ anh em, nghe nó rất là vui tai. Đấy, mình cũng vui, mọi người đều vui, free mà. Nhưng anh em có biết rằng là khi mà mình hàn nhé, nói chứ, mình hàn nhé, thì mình gắn switch vào, mình căn chỉnh làm cho nó đẹp, ke keycap lên gắn cho nó căn chỉnh ok hết rồi, và mình hàn một chân hai chân, một chân hai chân, một chân hai chân, 70 con switch, 140 lần mối hàn là xong. Nhưng giã hàn thì sao? Khi bắt đầu giã hàn, việc đầu tiên là phải thử một hai mối hàn đầu tiên để xem là cái mối hàn này nó có dễ chảy ra không.
Nếu nó không dễ chảy như là thiết công nghiệp ban đầu của bọn Stock, thậm chí anh em có những người mà có những cái chạm hàn nó kém hoặc những cái đầu mũi hàn nó yếu đẩy lên 400 độ C theo lý thuyết ở trên thiết bị đề như thế nó vẫn không chảy được thiết ra. Có thể là do mũi hàn anh em kém, nhưng có thể là do thiết người ta quá kinh, cái thiết của hàng Stock quá kinh. Thế nên là nó không bắt được nhiệt, nó gần như là kiểu bị oxy hóa, nó vón thành một cục rồi. Đấy, thì lúc đấy làm sao? Lúc đấy những người thợ giã hàn hoặc bản thân anh em giã hàn sẽ phải chêm thiết mới vào từng mối một. 70 con switch 140 mối này đều sẽ phải chêm thiết vào từng mối một. Thế là bằng một lần hàn đấy nhé. Ừ. Chưa bắt đầu giã hàn, chúng ta đã phải mất một cái công châm thiết mồi vào cả tất cả các switch là bằng một lần hàn rồi. Đấy, thì sau khi châm thiết mồi xong, cái việc thiết nó chảy ra, nó hòa tan, nó trộn lẫn vào cái mối cũ và nó hạ cái nhiệt độ và nó cũng làm giảm dễ dễ tan cái thiết ở trên chân mối hàn đấy ra hơn, thì là được 1 phần 3 công việc của việc giã hàn. Sau khi châm mồi tất cả các chân switch này, ok, vừa mới mua cái máy hút hàn 1,5 triệu dùng luôn đây, máy hút hàn đây 1,5 triệu đây hoặc 1,7 triệu đây, đem ra hút từng chân một luôn được, ok, hút thế cũng được. Cơ bản là cái máy hút nó khá khỏe, nó có quạt, nó có nung nhiệt và cái vị trí trục của nó xuống nó ôm chặt lấy cái mối hàn quanh cái chân switch, à quanh cái chân via đấy, nó khiến cho cái lực hút nó sẽ tác động trực tiếp cũng như là nó mút thẳng lên, thì việc nó hút cạn được cái mối hàn là rất cao, tỷ lệ cao hơn việc bạn dùng cái pump này. Đấy, ví dụ như cái pump này với timer hút được khoảng 50-50, ok, cả cái được hay không, thì với cái việc dùng cái máy hút hàn kia một cách trực tiếp bạn sẽ hút được 70. Đấy, 70% sẽ hút được, nhưng cũng vẫn có những 30% sẽ không hút được, và cứ mỗi cái 30% không hút được đấy thì bạn lại phải châm thiết lại để cho đầy lên, sau đó chúng ta lại hút lại, nếu tỷ lệ đã tăng lên 80% lại châm thiết vào, lại hút lại tăng lên 90%, châm thiết vào hút lại đến khi nào nó ra hẳn thì mới nhổ được con switch ra. Có những chỗ mà cái chân switch nó quặp vào như thế này, nhất là của Finco chẳng hạn, rất nhiều anh em giã Finco sẽ biết cái chân switch của nó bị bẻ quặp vào như thế này, thì cái việc châm thêm tiết hàn vào hút, châm thêm tiết hàn vào hút, châm đi châm lại và hút vẫn chưa chắc có thể nhấc được cái con switch nó ra, tăng thêm tỷ lệ bong via, tại vì chúng ta cứ làm đi làm lại một chỗ cái via của nó cứ bị nóng nguội nóng nguội nóng nguội đến người còn bong chứ không nói gì đến cái via. Nhất là những ai mà nóng tính, những ai mà vội vàng quá, tập trung chỉ làm đi làm lại một chỗ đấy cực kỳ là kỵ nhá. Anh em có thể hút chỗ này nó không ra, sang cái vết tiếp theo để hút, hút tiếp chỗ khác, hút tiếp chỗ khác, hút khoảng 4 5 vết tiếp theo thì hãng quay lại cái vết mà chúng ta làm hỏng, thì lúc này chúng ta mới hút tiếp, và không được lại đi làm những nốt khác khoảng 4 5 nốt khác sau, để làm sao để cho chỗ này nó nguội đã. Anh em cứ hiểu là một lần chúng ta dí cái mỏ hàn hoặc cái mỏ hút vào 350 độ C, 300 độ C, 400 độ C, ok, một lần không sao cả, nhấc lên lại dí vào, nhấc lên dí vào, nhấc lên dí vào, làm đi làm lại, làm đi làm lại, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm nó bị tụ nhiệt rất là kinh, và không có một cái vật liệu nào mà liên tục bị dày vò như thế mà nó chịu được mà nó không bong cả. Đấy, thì những anh em nghiệp dư, những người mà mới làm lần đầu thường bị cái tâm lý là bực mình, đấy, hút mãi không ra, cáu quá, mẹ, đến lúc mà tung bê tất cả muốn lật bàn lên rồi, tao phải hút cho bằng được mày ra, hỏng cũng được, phải hút được mày ra. Đấy, thế là hỏng rồi. Như thế mà cứ làm liên tục, kiểu gì cũng bong via xong thì phải câu dây. Câu dây xong thì cái bảng mạch giảm giá trị. Đấy. Nếu mà làm không được ngay tại chỗ đấy, bỏ nó lại đấy cho nó nghỉ một tí, mình làm những chỗ khác trước nhé. Ừ. Ok. Thế thì bây giờ là sau cái giai đoạn châm thiết hút tương đứng với cả một lần giã, à một lần hàn với những cái bảng mạch có cái via cũ bẩn thiết xấu, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm như thế nào? Thì mình sẽ dùng một cái dụng cụ như thế này để tiến hành bước đầu tiên của việc giã hàn nhấc switch ra khỏi bảng mạch. Nó là cái nhíp gấp linh kiện này. Anh em có thể mua dễ dàng trên Shopee tầm 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 tùy người bán, tùy cái thời điểm nó bán. Thì chúng ta sẽ có cái nhíp như này, chỉnh làm sao cho hai cái đầu nó cặp vào nhau nó căng căng này. Mình thì mình thích giã nhanh, thế nên mình để 380 độ. Có thể người ta chỉ để 350 độ, 280 độ, 300 độ cũng được tùy. Cái đấy nó phụ thuộc vào thiết bị cũng như cái độ quen tay của bạn. Nếu bạn quen rồi, bạn cứ tăng tốc, tăng nhiệt lên, bạn giã cho nó nhanh.
bạn chưa quen thì bạn có thể để cái nhiệt làm sao nó vừa phải mà bạn cảm giác bạn an tâm bạn làm. Thế nên nó không có quy chuẩn gì cả, nhưng đại khái cứ từ quanh tầm 300 330 độ thì nó an toàn. Ai nhanh thì 380 400 450 chả vấn đề gì. Thì đây là cái mỏ hàn của mình này. Và lưu ý là mình sẽ dùng cái mỏ hàn dao như thế này. Tại sao mình dùng mỏ hàn dao? Tại vì cái mục đích của mình ấy là mình sẽ giã hàn nhổ một con suýt trong mỗi lần mình dí dao, chứ không phải là mình hút từng chân suýt bằng cái dụng cụ hút này trong mỗi lần dí dao. Và các bạn sẽ thấy mình nhổ này, ở cái vị trí này thì chắc là hơi khó nhìn thấy. Ok, thì mình sẽ làm một cái suýt ở tầm tầm này, anh em sẽ thấy này, ví dụ như là con này này chẳng hạn, đâu con này. Bình thường là mình sẽ làm từ từng cạnh từ trên xuống dưới một, nhưng tại cái góc quay nó không có cho phép, thế nên là mình sẽ làm thế này nhé. Ok, thế anh em thấy mình gắp được vào một con switch như này nhé. Mình dùng một cái linh kiện kẹp gắp cái linh kiện như này, gắp vào một con switch như này, lùi lùi lại đây tí, gắp vào một con switch như thế này. Tương ứng ở trên cái phần đằng sau là cái mặt bằng mạch, mình sẽ dùng cái lưỡi hàn dao này dí làm sao để cho hai cái chân switch nó cùng một lúc được nung chảy ra. Thì sau khi hai chân switch được cùng lúc nung chảy cái thiết ra thì mình chỉ cần dùng cái này mình rút ra một phát là nó bay cả switch ra. Ừ. Nghe đơn giản đúng không? Đơn giản mà, làm thực tế đơn giản lắm. Không hề khó khăn, cũng chẳng có cái tí mẹo nào ở đây cả. Đơn giản là tôi dí cho nó chảy hai cái chân ra cùng một lúc, sau đó là tôi rút nó ra thôi. Đấy, nhẹ nhàng không? Rất nhẹ nhàng và tình cảm. Không dùng lực nhiều cũng không gây rủi ro gì cả. Đó, thế là xong một con. Và lặp lại 70 lần như thế là chúng ta sẽ giã xong một cái bảng mạch 70 switch. Ừ. Lúc này thì mình đã giã xong một con switch. Và công việc lúc này coi như mình giã xong 70 con switch này là xong 2 phần 3 việc giã hàng nhé. Là xong 2 phần 3. 1 phần 3 ban đầu là gì? Châm thiếc mồi và tất cả các chân. 1 phần 3 công việc tiếp theo dùng nhíp bắp linh kiện và mũi hàn dao nhổ 70 con switch đấy ra khỏi cái bàn phím này. Ừ. Thật ra có 60 con được, cứ gọi 70 con đi ăn ra một tí còn lấy tiền của khách chứ. Không để lấy đâu ra tiền cà phê thuốc lá. Đấy. Và đây là con switch mình nhổ ra. Đấy, các bạn có thể thấy hai cái chân của cái linh kiện chỗ này này. Đó. Anh em thấy nó vẫn còn thiết bịt này không? Đây chính là mục đích tại sao mình nhổ như thế và dùng lưỡi hàn dao. Khi các bạn cứ tưởng tượng con switch nó cắm ở trên cái bảng mạch như thế này, cái chân linh kiện của nó, cái chân đồng của nó sẽ thòi ra khỏi ở trên cái phần thiết ở đây là một cái đỉnh. Và khi chúng ta hút nhá, giả sử như bạn hút bằng một cái đường chéo, tức là cái đầu của cái pump nó chéo như thế này, đầu của pump chéo như này và cái phần chéo một góc tầm khoảng 130 độ như thế này, thì cái phần còn lại chắc chắn mình phải dùng để dí mũi hàn rồi thì nó mới chảy ra. Và chúng ta để cái mũi pump như thế này, đây, nó như thế này này. Giả sử như đây cái mũi hàn nhé, đây cái pump nhé, lên cò này, dí vào cái chân như thế này là mũi hàn để cho chảy thiết này, sau cái cò băm nó ở đây này. Đấy, đây chính là cái hình ảnh kiểu mẫu của việc hút đúng không? Và u chà, nhưng mà không ra hết. Tại vì sao? Tại vì cái chân linh kiện ấy nó nhòi ra trên này và khi chúng ta hút nó ở một cái lực chéo, trong khi cái thiết này nó rất là bết. Đấy. Đặt trường hợp cái thiết này rất là bết, cái độ tan chảy của nó không phải là 100%, nó không biến thành dạng thể lỏng siêu lỏng để các bạn có thể hút cái bặc một phát cái lên được. Nó lại còn phụ thuộc vào cả cái hút này nữa cơ, nó có đủ lực hay không, cái góc bạn ấy nó có đủ kín hay không, thiết nó có đủ chảy ra hết hay không, cái chạm hàn của bạn nó có đủ nóng hay không. Đấy, tất cả những yếu tố đấy nó cộng kết hợp lại sẽ cho một cái vết hút hàn hoàn mỹ, bặc một phát cái trống rỗng, bặc một phát cái trống rỗng, cầm cái nhíp gắp cái bắc phát ra con suýt. Nhưng mà không bao giờ được như thế. Mình đảm bảo 100 cái mũi hút của bạn chỉ 40 mũi hút được như thế thôi. Đấy. 60 mũi còn lại là bạn sẽ phải châm thiết và bạn làm đi làm lại. Thậm chí có những mũi mà bạn châm thiết làm đi làm lại đến khi nó bong ria rồi vẫn không ra được. Nó sẽ rất là rủi ro. Chính vì thế nên chúng ta nên dùng mũi hàn dao dí vào, rút suýt ra, để lại chỗ này hai cái chân via kín thiếc như thế này. Và khi hai cái chân via này nó kín thiếc như thế này ấy, mọi việc hút còn lại rất đơn giản. Tại vì nó không có cái phần linh kiện thừa ra gây chắn cái lực hút. Bây giờ anh em thậm chí dùng chính cái pump như thế này với một lực hút vừa phải. Đấy. Và dí cái mũi hàn vào đây thì toàn bộ cái nhiệt của cái mũi hàn nó được truyền hết vào trong cái đống thiếc ở đây, nó không còn cái linh kiện nữa mà, nó không bị thất thoát nhiệt đi đâu cả.
nó cũng không chắn nhiệt ở đâu cả, nên là cái thiếc nó sẽ rất là dễ lỏng ra và lỏng hết, lỏng đều nhé. Và khi chúng ta hút như thế này cũng không có bất cứ một cái phần linh kiện thừa nào ở đây, nó gây cản cái lực hút hoặc là gây sai cái dòng khí hút, đến nên là chúng ta hút bằng một phát cái ra rất là dễ. 100 phát thì bạn sẽ thành công được tầm 70 80 phát, trừ khi có chỗ nào mà thiếc nó vẫn bẩn quá thì mình châm thêm thiếc vào thì nó sẽ lòng 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 ra và chúng ta sẽ hút được. Thế thì bây giờ cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy công dụng của cái súng hút hàn kia nó như thế nào. Thì đấy, thật ra thì anh sẽ cần gì ra ấy, thì mình bảo ngay từ đầu rồi, bỏ 1.500.000 ra đến 1.700.000 ra để mua súng hút hàn kia, nó không phải là giải pháp thiết bị hoàn mỹ 100% giúp bạn hút rã như một người thợ chuyên nghiệp, không phải, đừng hiểu lầm như thế. Nó là công cụ hỗ trợ, nó giúp cho việc làm cái bước 1 phần 3 cuối cùng này nhanh hơn, chuẩn hơn, thoải mái hơn. Đấy, dành cho những người rã rất là nhiều, những người rã mà muốn đảm bảo cái chất lượng mạch nó tốt, nó an toàn cho người sử dụng, nó bền theo năm tháng cho người sử dụng, cho người sở hữu. Chứ không phải là mua cái đấy về là ai cũng sẽ thành thợ rã hàn được, không phải đâu. Mua về rồi chắc chắn bạn sẽ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là còn ức chế, tại vì cái máy giã đấy nó rất là khù khòm ở cái chỗ vệ sinh. Bạn mà hút không cẩn thận, hút những cái loại thiếc mà cặn bẩn nhiều, chỉ hút đến tầm 10 mũi thôi là bạn sẽ tắc cứng luôn, không thể nào vệ sinh ra được. Đấy, thì lúc đấy 1.500.000 của bạn chỉ dùng được 10 lần. Có rất nhiều anh em mua xong về, riêng cái khoản vệ sinh giữa những lần hút, giữa những cái viên hút đã đủ để người ta muốn đáp cái máy đi rồi. Thì với cái việc mà mình rã như thế này thì công dụng còn lại của cái máy hút này nó chỉ là hỗ trợ mình hút nốt cái phần thiếc ở trên những cái viên này một cách nhanh gọn nhất như thế này này. Đây chính là cái chỗ viên mình hút xong rồi nhé, à, cái suýt mình rút ra này nhé. Thì đây còn hai cái chân viên này, mình đưa cái mũi này vào chảy ra xong nó thành một cái lỗ trống và tròn nhìn xuyên lên mặt trước, chứng tỏ là thiếc đã bị hút sạch. Bên này cũng thế, đưa vào ke ke vào tí cho nó đúng vị trí, nó chảy được cái chân xiếc đẹp luôn, đúng không, đẹp nha, đấy, sạch sẽ nha, 100% nha. Và bây giờ chúng ta thử với một cái chân bên cạnh này, cái chân nào, chân này nhé, này dí vào nhé, dí vào nhé, chảy ra là một việc đã này, chảy được ra là phải cảm ơn cái ông thợ trước, chính cũng chính là mình ấy, dùng thiếc tốt. Đấy, chảy ra rồi nhé. Bây giờ làm sao để mà ke nó vào được đúng cái trần chân này, chụp nó lên này, đúng không chị, không phải chụp được nó lên đã, sau đó chảy ra đi, 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 rất là khó chảy tại vì nó có chân linh kiện, nó mất nhiệt. Sau đó bây giờ hút này, à, tuyệt vời, dùng thuyết chuẩn quá, thành ra là hút phát ra luôn. Nhưng mà nếu thuyết không chuẩn thì sao, thuyết không chuẩn ấy thì có mà hút 10 lần như thế nó cũng không ra được, và cũng không, vừa gây ức chế này còn không giải quyết vấn đề gì cả. Đấy, rất là khó chịu. Thế nên cái công cụ như thế này dành cho những người nào dùng chuyên, những người nào hay xử lý những cái bốt nhiều tiền, những bốt hàng hiếm, những cái bốt mà cái PCB không đơn giản mua được, và làm theo như những cái bước mình chỉ ở đây, dùng nó với cái 1 phần 3 bước còn lại của quá trình giã hàn thôi. 1 phần 3 đầu châm thiếc mồi, đảm bảo thiếc tan chảy đều và gọn. Bước thứ hai nhổ suýt ra bằng cái cắp linh kiện và cái lưỡi hàn dao, nhổ phát nào dí dao phát đấy là ra. Bước thứ ba dùng cái máy này hoặc dùng chính những cái pump hút tay cơ bản như này, dí vào từng chân, từng cái vị trí hàn đấy, và chúng ta kết thúc công việc bằng cách hút nó ra. Thế là xong, sạch sẽ, an toàn, đảm bảo và nhanh. Thì làm clip với anh em thì nó dài như thế thôi, chứ thật ra thì một cái bảng mạch PCB 70% này mình để lên trên mặt bàn như thế này, không phải căn chỉnh như là lúc mình hàn, nhưng mà lúc assembling ấy không phải cần căn chỉnh gì cả, mình để nguyên như thế này đấy, dí dí cái thiếc vào cái ấy, để mồi ấy, và khoảng mất 10 phút cho nó đẹp. Sau đó gá nó lên cái kẹp mạch này, dùng cái nhổ này và cái lưỡi hàn dao kia cộng với cả kỹ thuật cá nhân cũng như là cách xử lý quen, mình sẽ nhổ hết tất cả con suýt ở đây ra, mất tầm khoảng 25 phút 30 phút cho nó cẩn thận. Sau khi nhổ hết đúng này ra rồi, ok,
dùng tiếp đến cái máy kia, làm bước cuối cùng, hút tất cả các mũi hàn này, rẹt 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 rẹt, mất tầm khoảng 10 phút nữa, tổng kết lại là 40 phút. Nhưng tất cả công đoạn của nó sẽ tốn gấp đôi cái việc mình hàn. Đấy. Mình tiếp xúc với cái mối hàn, khói hàn, chất hàn, các thứ lâu gấp đôi với việc mình hàn. Đấy. Thì cái chi phí giã hàn đấy, chi phí về thiếc, chi phí về linh kiện, chi phí về sức khỏe đấy, nó sẽ phải đắt ít nhất là bằng với tiền hàn. Đấy. Ví dụ như công assembling một cái bảng mạch 60% 75% mình lấy 350.000, thì trong đấy 100.000 nó là công mình căn chỉnh switch cho bạn, căn chỉnh ở trên cái bảng mạch làm sao cho nó ngay ngắn, keycap nó đều. 250.000 còn lại là công tiền thiếc, vật liệu mình sắm, sức khỏe mình bỏ ra, thời gian mình hít khói thiếc vào trong mũi, nó là 250.000. Thì cái việc giã hàn với cái lượng thời gian tiếp xúc gấp đôi, sức khỏe hao gấp đôi, cũng như kỹ thuật và cái độ rủi ro làm hỏng mạch cao gấp 10. Tại vì ai biết được trước thợ trước người ta làm như thế nào đâu, hoặc thợ trước người ta dí cho mình cái bảng mạch nó lỗi như thế nào đâu, đúng không? Thì ít nhất mình cũng sẽ phải lấy cái công tiền bằng với cái tiền hàn 250.000 nữa. Đấy. Thế nên là khi mà một người, một anh em, một khách hàng hỏi mình rằng: "Anh ơi, em muốn thay switch cho con phím của em." Ừ, nhưng mà anh nói trước công hàn giã hao tốn phải tầm 600.000 một con phím. Ừ. Anh có thể bớt cho em một chút, còn khoảng 550.000, 500.000. Em có làm không? Ừ. Thì lúc đấy là do người sử dụng người ta cân nhắc nhé. Mình không ép, mình sẽ nói thẳng luôn. Nhiều phím đáng làm khi em yêu thích con phím đấy. Nó là một con phím kỷ niệm, nó phù hợp với công việc của em. Anne Pro nhiều người vẫn thay. Đấy. Kikun nhiều người vẫn thay, Kikun nhé chứ không phải là Kikan của hàng xịn đâu. Kikun người vẫn thay, Accor cũng thay, mình thay nhiều hết rồi, IKBC, Leopold, Finco mình cũng thay hết rồi. Thì người ta yêu thích con phím đấy, người ta có kỷ niệm với nó, người ta cảm thấy là nó phù hợp về kích cỡ, về layout, về sử dụng, về cảm giác vân vân, người ta chỉ là cái suýt cũ người ta muốn thay đi thôi. Ok, người ta bỏ chi phí đấy. Còn những anh em mà dùng phím nhiều tiền thì không nói, người ta sẽ hoàn toàn thoải mái chi trả khoản đấy, tại vì người ta cảm giác đáng và người ta biết được rằng cái giá trị của việc thay sửa nó sẽ quyết định như thế nào. Đấy, thì mình cũng sẽ nói thế anh em, tại vì nhiều người người ta nghĩ là mình lấy đắt. Ừ, thì mình cũng lấy không rẻ, nói thật là mình lấy không rẻ so với mặt bằng chung của thợ của anh em là mình lấy không rẻ. Ừ, 350 một cái bàn phím ASEM, bảo hành 12 tháng, hỗ trợ kỹ thuật 6 tháng, nhưng mà vẫn bị bảo là đắt nên nhiều khi cũng hơi hơi buồn. Đấy. Giá hàng cũng thế, mình thấy đắt nhá. Nhiều anh em chỉ giá 100.000, 150.000 thôi. Ừ. Mà công người ta còn bỏ ra nhiều hơn mình, tại vì người ta làm vất vả hơn mình. Mình thì có thói quen, có công cụ mình dùng sẽ nhanh hơn. Chỉ mất khoảng nửa tiếng 40 phút một con bạch thôi. Có những người người ta giã đi giã lại đến vài tiếng đồng hồ, hỏng via hỏng mạch rồi. Nhưng mà người ta cũng chỉ lấy bạn 100, 150.000 thôi. Nhiều khi người ta phải đền, tại vì làm hỏng. Ừ. Thế nên là anh em thông cảm và cũng để hiểu được rằng là cái công việc hàn giã nó cũng không 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 phải là chuyện khó, nhưng mà nó cũng không phải đơn giản. Đúng kỹ thuật, đúng cách, đúng chu trình thì nó sẽ đơn giản cho cả hai bên, an toàn cho người dùng, an toàn cho thợ trước, an toàn cho thợ sau. Thì mình hy vọng anh em sẽ có được cái kinh nghiệm gì đấy rút ra từ cái biện pháp làm này của mình, từ những cái công cụ mình đưa lên trên này và qua những cái thủ thuật mình làm vừa rồi cho anh em xem. Ừ, nhé. Rất cảm ơn anh em hôm nay. Rảnh quá, hàng chưa về, tôi buồn lắm anh em ơi.